Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu cài tóc hình chú hổ con như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần cài tóc nè. Để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng đó là len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len của mình có mác S chữ đỏ, cuộn 125g ha. Và độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình sử dụng kim 2 đầu 3 4 và mình dùng đầu số 4 nè. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim với sợi len mà các bạn đang có ha. Thì đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút là được. Mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn. Ngoài ra còn kéo cắt len, kim khâu len, một ít gòn mình dùng để nhồi vào cái phần đầu cũng như là đuôi của hổ. Để cho thân đuôi của mình nó được đứng dáng hơn thì ở đây mình có sử dụng thêm kẽm bọc nhựa để mình luồn vào trong thân đuôi ha. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là một cái phôi cài tóc như thế này ha. Phôi cài tóc của mình có bảng tầm khoảng 5mm. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên là thân của cài tóc. Các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Có được 6 mũi móc đơn rồi ha, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Phần thân của cài tóc mình móc xoắn ốc nên ta không kết mũi. Các bạn sẽ di chuyển kim luôn cho mình đến cái chân của mũi móc đơn đầu tiên và mình sẽ móc vào cái chân đó một mũi móc đơn. Như vậy là đường móc của mình nó sẽ bắt đầu móc xoắn ốc ha. Các bạn tiếp tục làm lần lượt cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ có 6 chân móc. Ta sẽ móc 6 mũi móc đơn vào 6 chân móc đó nha. Móc đơn thứ 3 cho chân thứ 3 nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Móc đơn thứ 5 cho chân thứ 5. Và mũi móc đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. Khi có được 6 mũi móc đơn vào 6 chân móc của vòng tròn thứ 2 nè, thì tiếp tục ở vòng tròn thứ 3 các bạn sẽ để ý cho mình nè. Để mình tạo cái đường gân cho cái phần thân của cài tóc. Ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc, một đường ở bên trong và một đường ở bên ngoài ha. Thì tất cả các cái chân móc từ vòng thứ 3 này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân bên trong để mình móc nè. Thì chân kế bên này mình cũng đâm kim vào chân bên trong ha, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp một mũi móc đơn cũng đâm kim vào chân bên trong để móc nè. Chân bên cạnh cũng tương tự ha, một mũi móc đơn vào chân ở bên trong. Chân kế tiếp một mũi móc đơn vào chân bên trong. Thì từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào chân ở bên trong. Thì lúc này cái phần thân của cài tóc mình nó sẽ tạo ra một cái đường G như thế này. Cái đường này ta sẽ tạo ra được cái họa tiết xoắn ốc ha, cho đến hết cái sợi dây cài tóc này. Thì các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn và móc xoắn ốc cho đến khi cái chiều dài của cái phần này nè, nó đạt được cái chiều dài của cái phần cài tóc mình là được. Đây, 6 mũi móc này nó sẽ vừa ôm sát với lại cái cài tóc của mình ha. Cứ móc xoắn ốc đều cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn và mỗi chân móc là được. Và ta đều đâm kim vào cái chân móc nằm ở bên trong ha. Sau khi các bạn đã móc thêm nhiều hàng móc ha, thì lúc này cái chiều dài của cái phần dây của mình nó sẽ có họa tiết như thế này. Và ta đã được cái chiều dài nhất định bằng với cái phôi cài tóc rồi. Thì đến cái điểm cuối cùng này nè, các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc kế bên. Thì chân móc kế bên các bạn đâm luôn vào chân móc chứ mình không đâm vào chân bên trong nữa nha.
đâm luôn cho mình vào cả cái chân móc kế bên nè, móc vào đây cho mình một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len, cắt cho mình một đoạn len dài ha, để mình sử dụng đoạn len này mình khâu bít cái khoảng trống này lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành xỏ cái phôi cài tóc vào trong cái khoảng dây. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái bao của phôi cài tóc và ta sẽ tạo ra được họa tiết như thế này. Thì đối với cái sợi len mình chừa ra nè, các bạn tiến hành dùng kim xỏ cái sợi len vào ha. Sau đó lần lượt đâm kim cho mình vào 6 chân móc và các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên ngoài. Tức là ta không đâm kim vào đường bên trong ha, mà đâm kim cho mình vào đường bên ngoài nè, lần lượt vào 6 chân móc. Guốc thật mạnh vào ha, thì lúc này vòng tròn của mình nó sẽ khít lại nè, nó giúp cho mình có thể bịt lại một đầu và nó không có để lộ cái phần phôi bên trong. Các bạn tiến hành tạo cho mình một guốc để cố định lượt cái đường khâu và giấu cho mình sợi len thừa vào phía trong. Ta hoàn tất được phần thân cài nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc đầu của hổ. Tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Phần đầu thì mình không móc xoắn ốc ha, các bạn sẽ kết thúc vòng này bằng cách đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đây một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một xích. Vòng này có 6 mũi móc tạo ra 6 chân móc cho vòng thứ hai, thì vòng thứ hai móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho 5 chân móc còn lại ha, tức là 6 chân này mình sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Khi móc được cho mình vào 6 chân liên tiếp với nhau ha, nhiều bạn sẽ dễ bị lầm lẫn với cái chân móc kế bên nè. Thì cái chân này nó chỉ là cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới thôi nha. Ta sẽ không móc vào chân này mà di chuyển kim cho mình đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời để ta kết thúc vòng thứ hai. Móc lên một xích. Vòng thứ hai mình sẽ có được 12 chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình ở vòng móc thứ ba. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm liên tiếp như thế này nha. Cụm thứ hai nè, một móc đơn, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục cụm thứ ba, một móc đơn, 2 móc đơn cùng chân móc và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, mình sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích.
Ở vòng móc thứ tư, móc cho mình theo công thức như sau. Ta sẽ dựa vào vòng móc thứ ba là vòng móc bên trên nó. Vòng móc bên trên của mình có một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì một mũi móc đơn lẻ này các bạn sẽ tăng cho mình lên là hai mũi ở cái vòng móc kế tiếp ha. Ta sẽ có hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được hai mũi móc đơn tăng lên một mũi so với vòng bên trên rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có được một cụm như thế này ha. Hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Được cụm thứ hai ha. Tương tự đến cuối vòng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng, mình cũng có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân nè. Kết thúc cũng làm tương tự, đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Thì các vòng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi, tức là các bạn sẽ móc đều cho mình ha. Ở đây mình có 4 hàng tăng mũi tính luôn cả vòng tròn đầu tiên nè. Thì từ vòng thứ 5 các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Đây thì mình sẽ móc đều như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng móc đều nhau nữa. Tức là ở cái phần tăng mũi mình có 4 hàng móc. Thì móc tiếp cho mình 4 hàng móc không tăng mũi bằng với cái số hàng móc ở bên trên là được. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi hoàn tất được 4 hàng móc đều nhau không tăng mũi bằng với 4 hàng móc mình tăng mũi bên trên tính luôn vòng đầu tiên rồi ha. Thì lúc này cái phần đầu của mình nó sẽ có được một cái độ sâu như thế này. Kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Để cho cái phần đầu của mình nó có cái độ phồng hơn ha. Thì từ vòng móc thứ 9 này các bạn sẽ tiến hành tăng mũi tiếp cho mình. Thì để tăng mũi ở cái hàng móc thứ 9 này dựa cho mình hàng tăng mũi cuối cùng của cái phần mình tăng mũi bên trên á. Mình có hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Thì các bạn cũng tăng dần cho mình lên một mũi ở mỗi chân ha. Ở đây mình có hai mũi mỗi chân nè. Thì cái vòng tăng mũi phía dưới các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân. Tức là cái mũi mỗi chân này nó sẽ tăng dần ha. Ta có 3 mũi mỗi chân. Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc 2 mũi cùng chân móc. Thì mình sẽ có được một cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 3 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Thì mình cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc. Được 3 mũi mỗi chân rồi nè. Chân kế tiếp sẽ là 2 mũi cùng chân. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì phần đầu của mình nó sẽ rộng ra như thế này ha. Kết thúc móc một mũi dời vào chân đầu tiên. Sau đó lên một xích. Khi có được một hàng móc tăng mũi, phần đầu của mình nó đã có cái độ rộng ở bên dưới. Những bạn nào mà muốn cho cái phần đầu nó rộng hơn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng tăng mũi. Và cách tăng cũng tương tự giống như cái phần đỉnh bên trên ha. Ở đây mình sẽ dừng lại ở vị trí này, các bạn móc tiếp cho mình hai hàng không tăng mũi. Tức là mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Thì cái số hàng móc mà mình móc đều không tăng mũi này nó sẽ bằng một nửa so với số hàng móc mà mình không tăng mũi ở hàng bên trên. Sau khi móc thêm cho mình hai hàng móc đều nhau không tăng mũi
Phần đầu đã có được cái độ sâu như thế này rồi. Kết thúc vòng cuối cùng cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi giờ để ta kết thúc vòng. Móc lên một xích. Phần đầu nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi để mình thu hẹp cái độ rộng này lại. Hàng đầu tiên giảm mũi cũng dựa cho mình vào hàng mình tăng mũi cuối cùng ở phần thân. Cái hàng tăng mũi cuối cùng phần thân tức là cái hàng ở nằm ở bên dưới nè. 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Thì các bạn sẽ lấy cho mình số mũi móc lẻ ở mỗi chân. Tức là ở đây mình có 3 mũi mỗi chân, các bạn sẽ bê cho mình 3 mũi đó xuống phía dưới. Ta có 3 mũi đầu tiên. Được 3 mũi móc đơn mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp thay vì mình tăng mũi, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai chân này thành một chân ha. Để ý cho mình ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc nè. Thì ta sẽ đâm kim vào đường móc ở bên ngoài để mình chụm chân đối với những cái mũi mà mình chụm ha. Thì các bạn tiến hành đâm cho mình từ ngoài vào trong chân móc kế bên. Đâm vào đường bên ngoài. Tiếp tục đưa kim ra bên ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân kế tiếp. Được 3 mũi trên kim rồi nè. Đâm kim qua hai chân. Sau đó tiếp tục qua hai chân. Như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một chân bên trên. Và ta cũng có được một cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc. 3 mũi mỗi chân. Thì cái mũi mỗi chân ta sẽ đâm kim luôn vào chân móc nha. Được 3 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp chụm chân nè. Đâm từ ngoài vào trong chân kế bên, vào đường móc bên trên. Tiếp tục từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp, sau đó kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Ta được cụm thứ hai. Móc tương tự cho mình ha. 3 chân mỗi chân là một mũi móc đơn, sau đó chụm hai chân kế tiếp. Lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Thì khi móc đến cuối vòng mình cũng còn hai chân móc cuối cùng, thì hai chân móc cuối cùng này cũng nằm ở cụm cuối cùng ha. Ta cũng chụm chân lại nè. Như vậy là mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc cho cái vòng móc này. Kết thúc đâm kim vào đây móc một mũi dời. Móc lên một xích. Thì như vậy là cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại. Các bạn móc tiếp cho mình cái công thức giống như là cái phần tăng mũi bên trên ha. Thì ở phần dưới nè, hàng tăng mũi mình có 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi chụm chân. Thì kế tiếp giảm cho mình một mũi, tức là ta sẽ có 2 mũi mỗi chân. Sau đó tiếp tục là một mũi mỗi chân ha, và xen kẽ là hai mũi chụm chân. Hai mũi mỗi chân nè, thì hai chân kế tiếp chụm chân. Đâm từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài của hai chân liên tiếp. Sau đó lần lượt kéo len qua hai chân cho đến hết. Mình có được cụm đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và cũng giảm cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân này lên ha. 3 mũi, sau đó là 2 mũi rồi đến 1 mũi. Các bạn sẽ móc làm sao cho mình cái vòng cuối cùng nó sẽ còn lại là một mũi xen kẽ là hai mũi chụm chân. Sau khi các bạn đã giảm mũi móc, cụm cuối cùng của vòng móc cuối cùng mình nó sẽ là một mũi mỗi chân xen hai mũi chụm chân nè. Thì vòng tròn của mình nó đã có cái độ bo nhỏ lại rồi. Các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần đầu của mình nó được cứng cáp hơn. Sau đó mình sẽ kết thúc cái hàng móc cuối cùng này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Cụm cuối cùng của mình nó sẽ tạo ra được 12 chân móc ha. Thì 12 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 6 mũi chụm chân. Ta cũng đâm kim vào đường móc bên ngoài để móc nha. Ta sẽ có được 6 mũi chụm chân cho cái vòng móc cuối cùng này. Đối với cái mũi chụm đầu tiên á, thì các bạn không cần phải móc vào chân đầu tiên mà mình bỏ qua chân đầu tiên,
móc luôn vào chân thứ hai ha, một mũi móc đơn. Đây thì đây là cái mũi đầu tiên mà mình tách mũi nè. Mũi thứ hai trở đi thì mình sẽ tiến hành chụm hai mũi thành một chân. Tiếp tục mũi chụm thứ ba. Mũi chụm thứ tư. Ta đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên ngoài ha. Mũi chụm thứ năm. Và mũi chụm thứ sáu là mũi cuối cùng, chụm hai chân cuối cùng lại thành một chân. Lúc này vòng tròn của mình nó đã có cái độ bo nhỏ lại rồi thì các bạn không cần kết mũi mà kéo sợi len dài ra và cắt len. Ta sẽ sử dụng kim khâu ha, sau đó mình sẽ khâu bít cái đoạn trống đó lại. Xỏ kim nè. Tương tự giống như cái phần thân của cài tóc, ta cũng đâm kim vào cái đường bên ngoài ha, vào 6 chân liên tiếp. Sau đó guốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Tạo một guốc để cố định được cái đường móc. Sau đó dùng kim luồn cái sợi chỉ này vào trong để mình giấu sợi len vào trong mũi móc ha. Như vậy là mình sẽ có được cái phần đầu của hổ như thế này, nhỏ bên trên và phồng bên dưới ha. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí cho hổ. Phần mũi tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 3 xích. Móc vào vòng tròn này một họa tiết hạt bắp ha. Ta lấy len, đâm kim lần thứ nhất vào vòng tròn. Kéo len sau đó kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào vòng tròn. Kéo len, kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai. Làm tương tự như vậy cho mình 5 lần ha. Lần thứ ba nè. Qua hai chân. Lần thứ tư. Lấy len nè, đâm kim, kéo qua hai chân. Và lần thứ năm. Lúc này trên kim sẽ có 6 đường móc ha, kéo len cho mình qua hết chân móc trên kim. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân của cái vòng tròn đó, móc vào một mũi dời. Ta có được họa tiết đầu tiên ha. Tiếp tục lên 3 xích và làm tương tự cho mình một hạt bắp nữa. Lấy len và đâm kim vào vòng tròn đó 5 lần liên tiếp. Kéo qua hai chân lần thứ nhất. Lần thứ hai. Qua hai chân. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Và lấy len lần thứ năm. Kéo qua hai chân. Sau đó kéo len qua hết 6 chân móc trên kim. Từ đây móc lên 3 xích. Đâm kim vào cái vòng tròn đó, móc một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len màu trắng vào bên trong ha. Và phía sau á. Sau khi giấu được sợi len màu trắng, các bạn sẽ sử dụng cho mình một sợi len màu đen để tạo điểm nhấn cho mũi. Thì cái sợi len màu đen này các bạn sẽ quấn cho mình một hoặc là hai vòng vào chính giữa của hai hạt bắp đó. Và ta sẽ cột guốc lại phía sau ha. Phần tay tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Được 6 mũi móc đơn rồi, guốc sợi len ngắn. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời.
móc lên một xích, kéo vào các len, ta sẽ hoàn tất được lòng trong của tai. Phần viền ở bên ngoài của tai thay màu ha. Sau đó đâm kim vào cái đường móc ở phía sau của sợi len thừa nè. Kéo sợi len màu đỏ qua chân móc, móc lên một xích. Sáu chân móc của vòng tròn màu vàng, đâm kim cho mình vào mỗi chân móc, móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba hai mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn. Khi móc lưu ý các bạn tiến hành giấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để mình cắt len không phải giấu len nhiều ha. Chân thứ năm nè. Tiếp tục chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn. Kết thúc phần tay đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một xích, kéo vào cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài để mình khâu cái phần tai này vào trong đầu của hổ ha. Móc cho mình hai phần tai tương tự như nhau. Còn phần đuôi thì tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn, nó sẽ nhiều hơn phần thân 2 mũi ha. Móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ tám. Có được 8 mũi rồi, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Phần đuôi thì tương tự giống như phần thân, ta cũng đâm kim vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi móc đơn để mình móc xoắn ốc phần đuôi ha. Tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và lưu ý phần đuôi của mình nó khác với cái phần thân á, là mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ mình không tạo cái đường gờ cho phần thân nữa nha. Ở phần đuôi thì mình sẽ tạo điểm nhấn cho phần đuôi bằng cách thay màu đen. Thì cách thay màu đen khi các bạn móc cho mình một đoạn phần thân màu đỏ rồi, mình sẽ đưa cái sợi len màu đen ra phía sau, móc cho mình vài mũi móc giấu sợi len màu đen vào trong mũi móc. Khi đã giấu được một đoạn sợi len màu đen vào trong mũi móc rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu đen. Thì để thay màu đen, ta sẽ đâm kim vào chân kế bên bằng sợi len màu đỏ, kéo len màu đỏ qua chân móc. Lúc này trên kim của mình có hai đường màu đỏ nè, thả cho mình sợi len màu đỏ và thay sợi len màu đen lên, kéo qua hai chân trên kim. Đây, lúc này mũi móc của mình nó sẽ bắt đầu bằng màu đen rồi nè. Khi móc các cái mũi màu đen cũng giấu cho mình sợi len màu đỏ vào trong mũi móc nha. Và ta cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn và đều móc xoắn ốc. Móc cho mình xen kẽ phần đuôi một đoạn màu đỏ, một đoạn màu đen để tạo điểm nhấn cho phần đuôi ha. Thì cách thay màu đỏ cũng tương tự nè. Ta đâm kim vào chân kế bên, kéo sợi len màu đen qua. Trên kim có hai đường màu đen thì tiến hành thả sợi len màu đen và thay sợi len màu đỏ lên ha. Sau đó sẽ móc tương tự cho mình cho đến khi phần đuôi của mình nó đạt được một cái độ dài nhất định là được. Sau khi các bạn đã móc xoắn ốc cho mình và thay màu cho cái phần đuôi của mình nó có điểm nhấn hơn, lúc này phần đuôi nó đã có được một cái độ dài như thế này rồi ha. Thì kết thúc ta sẽ đâm kim vào chân móc kế bên, móc một mũi dời, móc lên một xích, kéo và cắt len, cũng cắt cho mình một đoạn len dài để mình khâu cái phần đuôi này vào trong thân của cài tóc. Khi hoàn tất được phần đuôi rồi, tiến hành dồi cho mình một ít gòn vào trong thân đuôi để phần thân đuôi của mình nó được cứng cáp hơn. Và để phần thân đuôi của mình nó có cái độ cong, cố định được cái độ cong như thế này thì các bạn sẽ sử dụng thêm cho mình một đoạn kẽm bọc nhựa.
Thì cái đoạn kẽm bọc nhựa này mình sẽ tiến hành luồn vào bên trong của cái phần thân đuôi. Và lưu ý cho mình độ dài của cái đoạn kẽm này nè, nó sẽ ngắn hơn so với phần thân đuôi một chút nha. Ta sẽ xỏ cái đoạn kẽm này vào bên trong, vào hết luôn cái thân đuôi. Thì lúc này khi mà mình bẻ cong cái đoạn đuôi lên nè, nó sẽ theo cái mép của cái đoạn kẽm bên trong ha, nó sẽ giúp cố định được phần thân đuôi như thế này. Sau đó ta sẽ tiến hành khâu tất cả các họa tiết trang trí lên trên thân của cài tóc. Lưu ý khi các bạn khâu họa tiết lên trên thân của cài tóc thì các bạn sẽ khâu cho mình phần đuôi trước, sau đó khâu phần đầu sau ha. Khi khâu được phần đầu xong rồi mình mới tiến hành khâu cái họa tiết tai cũng như là mũi lên trên đầu nè, để mình có thể cố định được cái mặt trước của hổ. Sau đó tiến hành đơm cho mình thêm hai hạt nút để làm mắt cho hổ. Và dùng kim khâu sử dụng đoạn len màu đen, mình sẽ khâu cái đường gân cho hổ thêm xinh xắn hơn ha. Uốn đoạn cước cho cái phần đuôi của mình nó có cái độ cong nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu cài tóc họa tiết hổ con như thế này. Các bạn cũng có thể thay màu để phù hợp với trang phục mà các bạn sử dụng ha. Chúc các bạn thành công!